Người thứ ba. Trời xui đất khiến là trời em gặp lại ông cũ. Rồi cũng hẹn nhau cà phê nói chuyện, trò chuyện viết thì cái tình cảm xưa nó lại nó là quay về nữa. Thế là hẹn nhau đi vô khách sạn. Mấy ngày sau thì vợ anh ấy biết. Ôi trời. Cô ta gọi điện, cô ta tới, cô ta chửi em này nọ, cô ta tạt nước. Lúc đó cô ta cho em hai cái bạc thạch. Rồi cái là cũng lại hẹn nhau đi khách sạn tiếp. Trời. Cái lần này là vợ anh ấy tới tận khách sạn luôn. Cô tóm ta được. Cô ta tóm em được, cô ta đánh em, rồi cô ta lôi em ra ngoài trước cửa khách sạn. Cô ta sỉ nhục, cô ta chửi em quá trời chửi. Không biết trời xui đất khiến sao mà cho ông xã em á đi ngang thấy. Xin chào các bạn đến với chương trình Người Thứ Ba. Hôm nay xin giới thiệu với bạn, đây là một vị khách mời rất là hiếm hoi, là muốn cho chúng ta được nhìn thấy mặt và đồng thời cũng sẽ nói tên thật luôn. Bây giờ xin mời các bạn trong trường quay bật đèn zoom. Dạ, em chào anh Lê Hoàng. Dạ. Dạ. Em tên là Xuân Đào, năm nay em 36 tuổi. Dạ. Em chính là người thứ ba. Ở trong chương trình này ấy, thì ít khi người thứ ba xuất hiện lắm. Mà người thứ ba là thường là người hay bị tố cáo. Tại sao mà em lại có một cái hoàn cảnh hơi đặc biệt như vậy? Em bây giờ em vào thẳng câu chuyện của mình luôn. Ừ. Để cho nó thoải mái, em bộc bạch hết những cái tâm sự của em, để cho trong lòng của em nó được giải tỏa, nó được không bị stress nữa. Thì em và anh ấy quen nhau từ năm 2009. Lúc đó thì tình cảm tụi em thì rất là, nói chung là sâu đậm. À, hai đứa đến với nhau cũng là dịp tình cờ thôi. Rồi lúc đó thì hai đứa chưa có gia đình, yêu nhau say đắm lắm. Nhưng mà khoảng một năm sau á thì là anh ấy đi làm xa ở tận Thái Nguyên luôn. Thì cái kiểu xa mặt cách lòng đó anh. Rồi với lại là không có đồng quan điểm, không có đồng ý kiến, nên là tụi em quyết định là chia tay. Thì khi mà chia tay thì khoảng một năm sau thì em mới lập gia đình. Nhưng mà em không biết cái số em nó làm sao. Em gặp đúng cái ông chồng gia trưởng. Anh ấy nghe lời ba mẹ lắm. Cái mọi ý kiến, mọi cái gì mà vấn đề vợ chồng anh ấy không bao giờ nghe em nói. Mỗi lần em nói cái gì là gạt ngang. Rồi làm vậy em cảm thấy tủi thân. Mình cũng buồn lắm, em khóc nhiều lắm. Hồi đó em cưới ông ấy vì cái gì? Có yêu không hay là gì? Đến tuổi thì cưới hay là cái gì? Cũng có một chút tình cảm, với lại là do cha mẹ hối thúc. Ôi giời ơi. Dạ. Với lại nhà anh ấy thì cũng thuộc dạng khá giả, giống như là hai vợ chồng không có tiếng nói chung đó. Anh ấy thì nghe lời ba mẹ hơn. Thì tình cờ là em đi mua đồ, gặp lại ông cũ. Dạ đúng rồi. Trời xui đất khiến là cho em gặp lại ông cũ. Rồi cũng hẹn nhau cà phê nói chuyện tâm sự này nọ. Anh ấy rất là quan tâm tới em. Tất cả những chuyện lớn nhỏ gì anh ấy, mỗi lần em tâm sự với anh ấy là em được nhận những cái lời khuyên rất ư là, nói chung là nó bổ hợp lý. Nó hợp lý rồi cũng. Hay là lúc ấy mình buồn quá, cứ gặp người ấy thì nói cái gì cũng hợp lý. Dạ đúng rồi. Giống như là mình có cái người để mình tâm sự vậy anh. Rồi cũng cho nhau số điện thoại này nọ. Rồi em không biết sao cái tình cảm lúc trước nó lại ùa về. Bắt đầu là em hai đứa mới là vào khách sạn. Thì khi mà vào khách sạn xong thì đêm em về em lại suy nghĩ, em làm như vậy là em có lỗi với chồng em. Và bắt đầu là em đổi số điện thoại, em cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh ấy. Thì trời xui đất khiến một lần thứ hai nữa là 5 năm sau. 5 năm sau cơ? Dạ đúng rồi. Em đi uống cà phê với bạn em. Gặp mà nốt. Cái quán đó thì nó là người quen của em, là khách VIP luôn á. Em lại gặp anh đó nữa. Mà 5 năm sau. Dạ. Thì anh ấy có qua nói chuyện rồi cũng xin số điện thoại này nọ. Nhưng mà em thì nhất quyết là em không cho. Thì lúc đó em mới biết là anh ấy đã có gia đình và có con rồi. Thế còn cái lần gặp đầu tiên, cái lần vào khách sạn đầu tiên thì là anh thì ấy là, vẫn còn độc thân. Thì là lúc ấy em có chồng nhưng dạ. anh ấy độc thân. Dạ. Còn lần thứ hai sau 5 năm dạ. thì em vẫn có chồng dạ. nhưng mà anh ấy đã có vợ. Dạ. Ok. Có vợ có con luôn. Có con luôn. Anh ấy cũng xin số điện thoại của em nhưng mà em thì không cho. Em quyết định là không cho là không cho. Nhưng mà cái buổi tối về thì có người ẹt Zalo em, thì em tưởng là bạn bè hay là khách hàng quen thân thuộc của em gì đó ẹt thì em chấp nhận. Khi mà nói chuyện thì em mới biết là anh ấy. Em vô cái trang cá nhân của anh ấy thì mới thấy hình anh ấy. Rồi lúc đó là cũng trò chuyện nhau bình thường. Rồi mình cứ nghĩ là thôi có một thêm người bạn không sao. Nhưng mà tri kỷ vậy đó. Thì trò chuyện viết thì cái tình cảm xưa nó lại nó là quay về nữa. Rồi cũng hẹn hò nhau đi ăn uống, đi cà phê này nọ.
rồi là chuyện kia. Rồi chuyện kia thì nó cũng chưa có tới. Mới đầu em nghĩ là thôi, bạn bè mà, bạn lúc xưa thôi, mình cứ đi uống cà phê, mình đi ăn uống này nọ, bình thường không gì hết. Nhưng mà những cái lần mà em với chồng em cãi nhau á, em lại buồn, em lại tâm sự tiếp cho anh ấy nữa. Cái xong rồi là cái giống như là mình, giống như là mình cái gì, cái thần trí của mình lúc đó nó sao sao, mình lại mềm lòng. Cái là hẹn nhau đi vô khách sạn. Rồi thì khoảng một mấy ngày sau thì vợ anh ấy biết. Ôi trời. Dạ cô. Cái là thật ra là đấy là lần thứ hai thôi. Dạ. Lần thứ hai thì vợ anh ấy biết. Biết rồi, cô ta gọi điện rồi chửi em này kia nọ. Em nói thôi, buông đi, đừng phá vỡ hạnh phúc của người ta nữa. Ừ, mình có lỗi mà. Đúng, em là người có lỗi. Em lại nhớ anh ấy. Không nhắn tin, không gọi điện, không nói chuyện. Cái trong lòng của em nó cảm thấy là rất là bối, nó bức rất, nó khó chịu lắm. Thì khi anh ấy nhắn tin thì mình bỗng thấy rất là vui. Rồi cũng hẹn nhau ở cà phê, hẹn nhau đi cà phê. Rồi bắt đầu cũng không biết sao vợ anh ấy biết. Rồi bắt đầu là cô ta tới, cô ta chửi em này nọ, cô ta tạt nước. Lúc đó cô ta cho em hai cái bạt thai. Rồi em cũng thấy cũng phải, vâng. Nói trời, sao mà mình khùng dữ vậy trời. Tại sao mình không cắt đứt cái mối quan hệ này đi mà cứ dây dưa hoài cho khổ. Rồi đêm đó em về em cũng khóc nhiều lắm. Chồng em lúc ấy có biết chưa? Dạ lúc đó chồng em cũng chưa biết luôn. Thế thì cô còn tử tế đấy nha. Dạ. Bởi vì có nhiều người họ sọc đến tận nhà, họ nói cho chồng luôn đó, chứ còn chưa phải cái chuyện tật tay đâu. Dạ. Rồi cái là cũng lại hẹn nhau đi khách sạn tiếp. Trời. Cái lần này là vợ anh ấy tới tận khách sạn luôn. Cô tóm ta được. Cô ta tóm em được, cô ta đánh em, rồi cô ta lôi em ra ngoài trước cửa khách sạn. Cô ta sỉ nhục, cô ta chửi em quá trời chửi. Em cứ nghĩ là anh ấy sẽ đứng ra bảo vệ em giống như những lần khác, nhưng mà thật sự không. Anh ấy quỳ xuống và anh ấy xin lỗi vợ. Và anh ấy nói với vợ là chỉ là thoáng qua và qua được. Lúc đó thì em cảm thấy mình xấu hổ nhục nhã mà không biết trời xui đất khiến sao mà cho ông xã em á đi ngang thấy. Thì khi mà về tới nhà thì anh ấy cũng không có nói gì hết. Thì trong khoảng 2-3 ngày im lặng, hai vợ chồng cứ sống với nhau như vậy đó, rồi im lặng không nói với nhau một lời nào, một câu nào hết. Và đúng cái ngày thứ ba thì anh ấy đưa cái lá đơn này dễ cho em ký. Thì khi mà em ký xong thì anh ấy nói là thôi bây giờ cái tình này không còn, nhưng mà cái nghĩa thì còn. Tôi sẽ chia cho cô một ít phân nửa tài sản. Lúc ấy có con chưa ạ? Dạ chưa. À. Tôi sẽ cho cô phân nửa tài sản rồi đường anh ấy đi. Là tôi biết là từ lúc mà cô cưới tôi á, là thật sự cô không có yêu tôi. Và cái tình cảm vợ chồng giống như là cái tình cảm của hai cái người mà người dưng nước lã vậy đó, không hề quan tâm với nhau. Khi hai vợ chồng ly dị xong thì em mới dọn nhà ra ở riêng và em mướn phòng trọ. Một mình em tự kinh doanh cho thì tới bây giờ. Cái tài sản một nửa mà ông ấy chia cho có khá không? Dạ cũng khá. Thì em cũng tự kinh doanh bán mỹ phẩm online qua mạng vậy đó. Rồi em cũng tự nuôi sống em. Thì hiện giờ thì anh ấy đã có gia đình. Nghĩa là anh chồng có gia đình. Nghĩ lại cái nghĩ tốt không? Chắc có lẽ là do em. Tất cả là do em. Do em mà lần đầu cưới nãy thì thật sự là em không có tình cảm. Không có tình cảm tại sao cưới? Nhưng mà giống như là bởi vì lúc đó thì anh ấy cũng, khi mà bạn em đi ra ngoài Thái Nguyên làm sao thì anh ấy ở bên cạnh em á, anh ấy cũng quan tâm chăm sóc em. Nhưng mà khi cưới nhau về thì cảm thấy không có hợp. Tính tình hai đứa khác quá. Nhưng mà bây giờ thì em nghĩ lại thì chồng em là một cái người mà đáng lẽ ra em không nên lừa dối anh. Dạ, đáng lẽ ra em phải nên giữ anh ấy lại. Sau mọi chuyện xảy ra thì em mới thấy em rất có lỗi. Có nhiều lúc em muốn bỏ tất cả mọi thứ, em đi đến một nơi nào đó thật xa, nó giống như một thời gian để cho mình ổn định lại. Em cũng có đi. Thì sau đó thì thời gian sau thì em quay trở về thành phố. Dạ em cũng bán mỹ phẩm online riêng để mà tự nuôi sống bản thân mình và bắt đầu là chiêm nghiệm lại. Em suy nghĩ lại hết tất cả mọi chuyện em đã gây ra. Thì nói chung là anh ấy có gia đình người thì em cũng chúc anh ấy đã tìm được người con gái tốt. Dù sao cũng chúc anh ấy hạnh phúc. Còn riêng em thì tới bây giờ em cũng không có dám yêu ai. Em cũng không có dám đi một bước nữa. Em sợ, sợ giống như sai lầm như lúc trước nữa thì cái người khổ lại là em. Cái người chịu tất cả mọi cái sự sỉ phỉ bán của xã hội, của người đời cũng chính là em. Và tới bây giờ thì cái anh mà người yêu cũ em cũng không có muốn gặp lại và cũng không dám gặp lại. Tất nhiên là sao gặp lại được nữa. Trong một cái chuyện mà nó, thứ nhất là đánh ghen này, thứ hai là chính anh cũng quỳ xuống xin lỗi vợ này, đúng không? Chứ không phải là bởi vì là có những cái mà có cái mà nó gọi là chính đáng hay không chính đáng không biết, người đàn ông còn muốn níu kéo mình, nhưng ở đây thì đã như thế rồi. Mà cái câu chuyện của em ấy
Nó hay ở cái chỗ là em dũng cảm đứng lên và em kể hết tất cả. Nhưng mà đứng về mặt gọi là anh là một người khách quan mà nghe thì phải nói là gần như em không có gì để biện hộ nổi. Có nghĩa rằng là em có gia đình đó, ông chồng của em không có cái gì xấu cả. Mà em chạy theo một cái mối tình cũ mà em kể thì em không kể hết. Thì em cứ nói là gặp nhau cà phê hay gì thôi. Nhưng mà thật ra là trong cái chuyện mà em gọi là em lên khách sạn với ông đấy, bây giờ chương trình này thì cứ nói thật đi, em nghĩ rằng là nó có bao nhiêu phần trăm tình dục và có bao nhiêu phần trăm là nó có một chút gì là vụ lợi không, hay nó chỉ là một cái sự tò mò ấy thôi? Là lúc ấy ông có phải là người giàu có hay là có cái gì không, hay là nó chỉ hoàn toàn tình dục hoặc nó chỉ hoàn toàn là một cái sự gọi là tình nghĩa, nó không có một cái vụ lợi gì không? Em thì nói chung là khi vô khách sạn với anh ấy thì em vẫn còn cái tình cảm lúc trước, em vẫn còn thương anh ấy. Còn mà anh ấy đến với em á thì nó là sao thì em cũng không có rõ nữa. Thế à? Nghe là em cũng không biết là em nghĩ là anh. Chắc anh ấy chỉ cần thỏa mãn được cái về tình dục thôi, chứ thật sự thì anh ấy không có thương em. Còn em thì vẫn là thương anh ấy. Bởi vì thế này này, phụ nữ họ tinh lắm. Trên đời này không có cái gì tinh bằng phụ nữ. Khi họ có thể ngủ với một người nhưng họ vẫn biết là người đấy là ngủ với họ vì tình dục hay là ngủ vì tình yêu đấy nha. Họ biết đấy. Có điều là họ rất ít khi thú nhận và họ hay nói, họ hay dùng cái tình yêu để bao biện thôi. Là không, tôi là vì tình, có thể cái tình yêu này nó bồng bột, nó sai trái, nhưng mà nó vẫn là yêu. Bởi vì nghe yêu thì nó dễ tha thứ và nó dễ thông cảm. Đôi khi mình thông cảm với chính mình nữa, là ừ, mình có phải vì đâu, mình vì yêu thôi mà. Nhưng thật xa và nói, đôi khi nó cũng là một cái, đừng có tưởng chỉ có đàn ông mới ham của lạ. Và đừng có tưởng đàn ông mới ham những cái gì ngoài luồng, chỉ cần phụ nữ cũng có. Thì ở đây mới nghĩ lại thì rằng là có lẽ là em có linh cảm là ông cũng chỉ vì cái đó thôi, đúng không? Chứ chẳng phải là cái gì ghê gớm cả. Bởi vì thật ra cái chuyện mà gặp lại một người yêu cũ thì xã hội mình đầy. Và ai cũng có như thế. Thậm chí có những con người không phải có một mà có vài ba người yêu cũ cơ mà em. Đúng không? Có khi có người có 4-5 người yêu cũ thì mới có chồng có vợ mà. Nếu cứ gặp lại người yêu cũ mà chết ấy, thì có lẽ chúng ta chết cũng gần hết rồi. Cho nên là trong hiểu của em phải nói là rất là khó biện hộ nhá. Nghĩ đi nghĩ lại thì tìm một cái cớ gì để bênh vực em thì hoàn toàn anh không tìm được. Nhưng chỉ có điều là anh ghi nhận một cái điều thế này, mà anh cũng chả quan trọng đâu, có lẽ xã hội nó ghi nhận thế này, một người phụ nữ đã phạm sai lầm và dám đứng lên và đáng hối hận. Thế trước khi đến đây ấy, thì em đã từng có một cái hành động gì không? Việc kiểu như là kể cho người khác, hoặc là bỏ đi, hoặc là đổi nghề, hoặc là đổi địa chỉ không? Dạ, em trốn ba mẹ em. Thế à? Vì em không muốn ba mẹ em biết, rồi bị mọi người người ta chế giễu. À. Nên là em đã bỏ lên Đà Nẵng. Ôi trời. Dạ, em sống trên đó 2 năm. Sống bằng cái gì trời? Dạ, em thì cũng số tiền của anh ấy chia đó. Thế rồi à? em với bạn em hùng lại kinh doanh mỹ phẩm, bán online. Thì sau 2 năm thì khi mà em đã chấn chỉnh được cái tinh thần của mình thì bắt đầu là em quay trở lại Sài Gòn. Em mướn nhà trọ, em sống và cũng kinh doanh online mỹ phẩm luôn. Và cho tới tận bây giờ. Cho đến tận bây giờ vẫn thế. Dạ. Thật ra vào Đà Nẵng cũng là một vùng đất rất là văn minh và lành và tốt. Thế sao em không ở luôn đấy nhỉ? Nghĩa là có thể không ở nhà của bạn đấy nhưng cũng thuê nhà trọ ở Đà Nẵng. Trong một khung cảnh hoàn toàn mới, nó cũng có cái thanh thản của nó. Bởi vì là em muốn về đây để em đối diện tất cả mọi thứ, với lại là ba mẹ em cũng già rồi. Không ai chăm sóc tại vì ba mẹ em có một mình em. À, trời ơi, có một mình thôi á. Dạ. Tại vì lúc đó khi mà sự việc xảy ra thì ba mẹ em á cũng rất là đau đầu về em. Họ buồn, họ khóc nhiều lắm. Nên là em quyết định em đợi xa thời gian để mà em đi trấn tĩnh lại cái tinh thần của mình. Và em tìm ra một cái nơi mới để mà em có thể bắt đầu mình làm lại từ đầu tất cả mọi thứ. Thì khi mà 2 năm sau em về Sài Gòn thì lúc đó thì ba mẹ em á tóc bạc nhiều lắm. 2 năm sau mới gặp lại. Mẹ em nói với em là ba em không có đêm nào ngủ được hết. Vì nhớ em á, thì lúc đó em cảm thấy nếu mà em không bỏ đi em ở Sài Gòn chắc em từ từ em chết, em không sống nổi. Thì khi mà về Sài Gòn thì ba mẹ em sẵn sàng là giang tay chào đón em, bỏ qua hết tất cả mọi thứ. Thì em mới biết lúc đó là chỉ có gia đình thôi, chỉ có ba mẹ em á, mới giúp em làm lại từ đầu. Thì em có hứa với ba mẹ em là từ nay trở về sau em sẽ không làm cho ba mẹ em buồn nữa. Thì bây giờ em cũng vừa mới mua được một cái căn nhà, giống như là mình mở rộng thêm cái xưởng của mình á. 1-2 ngày để em chạy xuống thăm ba mẹ em, xong rồi em lại lên Tân Bình. Như vậy là về phần gọi là hiếu đạo thì anh cảm thấy em cũng đã làm đầy đủ rồi, đúng không? Thì cho vậy là hoàn toàn là không còn bị dây dứt nhiều nữa. Hiện giờ thì em không có ai. Em có hy vọng tìm một cái mới nữa không? Chắc vẫn có chứ hả?
Dạ vẫn có. Em có hiểu rằng là khi cái chương trình này mà lên sóng mà mọi người biết đó, thì cái người nào mà đến với em họ phải rất dũng cảm đấy nhá. Em nghĩ là vậy. Tại đúng vì, không? Dạ. Tại nó vì rất là dũng cảm đấy. Nếu mà họ đến với em thì cái quá khứ của em, nếu mà họ không có nhớ, không nghĩ tới, không quan tâm tới thì họ đến với em thì em chấp nhận. Nhưng mà như có một số người, người ta cứ đến với em rồi cái quá khứ của em như vậy, người ta sẽ bắt đầu, người ta sẽ nghi ngờ liền. Bởi vì cái quá khứ là có loại, sao loại hay có hai loại quá khứ. Một cái loại quá khứ mà chỉ ta biết với ta thôi, và một cái loại quá khứ mà người ta biết. Cái sợ thứ hai mới đáng sợ. Còn ta biết với ta thì ta tự trấn an được. Yeah. Ta tự hứa được, đúng không? Còn cái mà người ta đã biết thì nó ghê lắm. Mà thường ít người dám để cho cái thứ hai nó sinh ra. Em là trường hợp hơi kỳ lạ đấy nha. Em chưa có con đúng không? Dạ, nếu mà khi mà chồng cũ em ảnh có coi chương trình này thì chắc em muốn là cho anh hiểu, cho anh biết rõ. Anh hiểu thôi chứ anh đã có vợ mới rồi. Dạ. Đúng không? Thấy đấy, cái việc mà em mở đèn là em rất là muốn công khai cho mọi người biết là em là như thế và có cái như thế. Thì phải nói rằng là cái sự dũng cảm của em thì anh đánh giá cao, nhưng mà cái sự khôn ngoan của em thì anh, nếu là anh thì anh hơi không ủng hộ đâu nhá. Dạ em khôn biết. Khôn ngoan nó khác và dũng cảm khác. Dạ. Em hiểu không? Em như thế này là em sẽ rất làm khó cho mình trong những mối quan hệ mới lắm đấy. Bởi vì thật ra như thế này này, ta không có thể xây dựng cuộc sống bằng cách lừa dối, nhưng mà ta có thể xây dựng cuộc sống bằng cách là chôn chặt cái quá khứ. Cho nên là cái việc em công khai quá khứ như thế này bất lợi vô cùng đấy nhá. Tại vì em muốn công khai, em muốn kể ra hết để mà cho cái lòng, trong lòng của em nó được thoải mái. Còn mà khi mà em đã dám công khai rồi thì em cũng không có sợ. Mà nếu mà có thì chắc cũng thời gian sau họ cũng nguôi ngoai à, họ cũng quên đi. Nhưng mà cái vấn đề mà em muốn mở đèn đây á, là để không phải vì dũng cảm hay là gì, mà là em muốn cho mọi người, cho những người con gái khác á, cho những người lập gia đình khác, họ không đi vào cái vết xe đổ của em. Họ sẽ suy nghĩ và suy nghĩ về cái gia đình của họ. Họ biết ở đâu là cái nơi quan trọng, người nào nên giữ và người nào nên buông. Em công nhận rằng là cái ý đấy của em thì quá hay. Dạ. Đây là một con người mà có thể hy sinh cái quyền lợi của mình để làm một cái bài học cho người khác. Không phải ai cũng xử sự như vậy đâu. Thật là đáng tiếc nhỉ. Anh xin nhắc lại là có những cái hoàn cảnh người thứ ba mà có thể thông cảm được. Và trường hợp của em thì chả có chỗ nào để mà bấu víu, chả có chỗ nào để mà thông cảm cả. Hoàn toàn đây là một cái sự ngoại tình tội lỗi. Dạ. Em biết cái đó là cái sai lầm, rất là sai lầm của em. Mà do em không có giữ được cái hạnh phúc gia đình của mình, em giống như con thiêu thân vậy đó. Em không có rút ra được cái mối quan hệ mập mờ đó, mà em cứ lao vô. Để rồi cuối cùng cái người mà chịu khổ, chịu nhục, chịu mọi đắng cay đó, đó chính là em. Nhưng mà giờ mới trở lại thế này. Đôi khi thì chúng ta cũng, nó cũng giống như là người ta cứ khuyên ngăn là không thuốc lá với rượu mà, nhưng mà giờ vẫn cứ có những người cứ đâm đầu vào mặc dù biết nó hại mà. Nhưng mà đôi khi có những chai rượu nhìn nó rất đẹp, nói cho ngay, có những cái cuộc nhậu và nhìn thấy rất vui. Thế bây giờ phải nghĩ lại đi, khi ông mà em gặp á, em nghĩ lại thì có cái gì hay không nhỉ? Có đẹp trai gì người người không? Có cái gì để mà nhìn một cái mà cảm thấy là đáng phải hy sinh không nhỉ? Dạ có, anh ấy là kỹ sư xây dựng mà. Kỹ sư xây dựng thì nhiều lắm, đâu có gì cái gớm. Dạ. Anh ấy cũng đẹp trai. Nói chung là ảnh có một cái nét nam tính hơn hẳn cả ông xã của em. Ảnh biết quan tâm, ảnh biết em cần gì mà muốn gì, ảnh biết trong lòng em đang nghĩ gì luôn. Tại vì tụi em cũng đã có một thời gian yêu nhau say đắm nên là anh ấy nắm được cái điểm yếu của em. Thế là em cứ lao vào anh ấy, em không biết suy nghĩ, em không cần gì hết. Tại vì chồng em thì quá thờ ơ lạnh nhạt với em, gia trưởng hà khắc không quan tâm tới em. Anh ấy chỉ có biết đi làm về ăn cơm xong rồi coi tivi xong rồi đi ngủ. Sáng anh ấy cũng chỉ biết ăn dậy ăn sáng đi làm rồi về coi tivi xong đi ngủ. Giống như là em muốn nói chuyện bình thường với chồng thôi mà cũng không được. Rồi bây giờ lại thêm một chuyện khác nữa rồi. Có nghĩa rằng là em ngoại tình, nhưng mà em ngoại tình trong cái hoàn cảnh của người phụ nữ cũng đang không hạnh phúc, có đúng không? Dạ. Nghĩa là bây giờ nói là ông ấy có đánh đập em không? Không. Ông ấy có xấu xa gì không? Không. Ông ấy có bồ bịch không? Không. Ông có cờ bạc rượu chè không? Không. Nhưng ông lại không quan tâm, đúng không? Đấy, nó cũng có một chút như vậy đó. Nhưng mà nguy hiểm quá. Bây giờ mình nói ra người ta bảo là đổ thừa. Xã hội lại bảo rằng là bây giờ bà ngoại tình rồi, bây giờ bà cố tình bà bắt đầu moi ra những cái xấu của ông chồng. Mà nếu mà cái kiểu xấu như thế thì có lẽ một tỷ ông trên đời này cũng nên. Nhưng mà rõ ràng là cũng có một chút không hài lòng với cái cuộc hôn nhân của mình, đúng không? Hoàng không có ý định nói rằng hễ cứ ngoại tình là
là phải có gia đình cả nhà đâu. Nhiều gia đình hạnh phúc gần chết và ngoại tình vẫn ngoại tình đấy nhá. Bởi vì nó là gì? Nó là cái món ăn lạ mà nhiều người đàn ông cảm thấy rằng là ăn thêm cũng chả chết gì. Đấy. Chứ không có nghĩa là phải đắn đo với ăn đâu. Nhưng mà khi mà đàn ông ngoại tình thì xã hội thì cũng có thể chấp nhận một chút. Nhưng khi mà người phụ nữ trong gia đình mà ngoại tình thì là họ nhận tất cả dư luận nhắm vào họ. Họ nói là đàn bà không nên ngoại tình. Đàn bà mà ngoại tình thì là đồ hư, đồ thúi, đồ bỏ đi. Thế là này, anh không có đồng ý cái cơ rằng là đàn ông ngoại tình có thể chấp nhận một chút. Theo hàng suy nghĩ nhé, quyền ngoại tình là quyền ngang nhau của hai bên. Nhưng chẳng qua là xưa nay đàn bà tự nhiên lại nhận cái thế yếu về mình, tự nhiên nhận bớt đi thôi. Chứ còn tội lỗi thì ngang nhau. Và gọi là nếu mà gọi là cái động cơ cũng như cái quyền là ngang nhau. Chứ chả có một cái văn bản nào trên đời này biết rằng đàn ông có quyền ngoại tình hơn đàn bà cả. Chẳng hề có. Có là chẳng qua là các bà, thứ nhất là đàn ông nó thêu dệt lên để nó có lợi, và thứ hai là các bà tự vớ lấy để các bà tự làm khổ mình. Đúng như cái câu mà ông ăn chả bà ăn nem. thì ông ăn chả bà ăn nem thì nó rất công bằng, đúng không? Chứ nếu mà ông ăn chả bà không ăn nem thì anh nghe cũng thấy tức. Mà trong gia đình của em thì chồng em không ăn chả mà em lại ăn nem, thì tất nhiên ăn nem thì phải là ăn đấm. Và cuối cùng mọi cái chuyện gì xấu xa đều là em gánh đủ hết. Và cái nguy hiểm nữa là hai vợ chồng em ly hôn. Và thật sự bây giờ em cảm thấy rất là hối hận. Mà nếu như mà thời gian cho em quay trở lại thì em sẽ nhất định là em không có thể nào mà làm như vậy. Em đã quá ngu để mà đánh mất đi cái hạnh phúc gia đình của mình. Thời gian mà quay trở lại thì em sẽ không bao giờ. Mà bây giờ thì giờ em hối hận cũng đã quá muộn rồi. Thì chồng em cũng đã có người mới, đã biết quan tâm chăm sóc anh ấy, thì em cũng có em mừng cho anh ấy. Còn riêng em thì thôi, cứ lo kinh doanh rồi nuôi bản thân mình vậy thôi. Khi nào cái tình duyên nó tới thì nó tới, còn không thì em chấp nhận sống cô đơn như vậy. Không, trời ơi, xin lỗi, non em bao nhiêu tuổi? Dạ em 36. 36 à? Làm cái gì mà người phụ nữ 36 mà hôn lên là tôi sẽ sống cô đơn, chả có cái gì à. Mà nếu như em sau này em có gặp người nào anh ấy hiểu và thông cảm cho em á, anh ấy không nhớ gì tới quá khứ, anh ấy bỏ qua hết, thì ok em có thể chấp nhận. Còn mà người nào mà không hiểu cho em thì thôi, làm bạn bè hoặc là em sống độc thân cho nó khỏe. Ôi, cũng không nên hứa gì cả em ạ, bởi vì nói cho cùng thế này này, mình sống như thế nào với ai như thế nào là còn tùy thuộc vào người ta nữa, không phải chỉ phụ thuộc vào mình không đâu. Không phải là bây giờ mình chẳng may nhá, cái này là ví dụ thôi, mình vớ một ông thứ ba, mình cưới ông ấy thì ông ấy trả ra gì, rồi sau đó mình cứ nghĩ đến cái câu mình hứa là mình cứ phải ở với ông ấy mãi thì cũng không đúng đâu. Nên là ngạn ngữ nước ngoài nó có một cái câu là không bao giờ nói không bao giờ. Chả việc gì phải thề thốt cái gì với trời với đất cả, chỉ có với lòng mình thôi. Có nghĩa rằng nếu như là người gặp một người chồng tốt thì mình sẽ không bỏ đi nữa. Chứ còn bảo rằng là mãi mãi sẽ không thì không, không biết cái gì được. Dạ, cuộc rồi. Sống này không có cái gì mãi mãi. Và nó rất là công bằng. Nghĩa là nếu ta lại gặp một người xấu nữa, hoặc là một người ta không cảm thấy là nó làm cho ta gọi là làm cho ta hài lòng nữa, thì cái khả năng ta phạm tội nó vẫn còn như thường. Nhưng mà cũng cảm ơn em là cái sự dũng cảm này là điều rất là hiếm hoi. Đây là gặp một người phụ nữ mà có thể nói là cái sự gọi là không biện minh, không biện minh cho mình ấy. Yeah. Trong chương trình ít gặp lắm, còn ai cũng thế thôi, cứ có bồ hay là có chồng có bồ thì đổ tội, còn mình có bồ thì thanh minh. Thì cũng nhờ chương trình này là em đã lên tâm sự hết những cái sai lầm của em á, cũng nói chuyện được với anh Lê Hoàng, và anh Lê Hoàng cho em những cái lời khuyên, thì bây giờ nó thiệt là em cảm thấy rất là thoải mái, em không còn cảm thấy áy náy hay là xấu hổ gì nữa. Bây giờ em thấy thoải mái lắm, em rất là vui vẻ. Thì sau cái chương trình này thì có thể là tối nay em sẽ không ngủ được á. Bởi vì em mừng vì em đã trút hết mọi cái gánh nặng, mọi cái suy nghĩ, mọi cái buồn khổ, mọi cái đau khổ á. Mình bây giờ mình trút bỏ hết rồi nên mình cảm thấy rất là thoải mái và nhẹ nhàng. Bây giờ nghĩa là từ giờ trở đi cái gì đến với mình ấy thì cái đấy là làm cho mình không phải tìm cách gọi là trốn tránh nó nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Nó biết tôi rồi đấy, bây giờ đến với tôi thì đến, còn không đến thì thôi, chứ tôi chả việc gì tôi phải mang vào cái mặt nạ. Dạ đúng. Cái đấy cũng là một cái ý hay, nhưng mà phải nói là cái ý hay này nếu được anh được cứ vấn từ đầu thì anh không dám đâu nhá. Anh không dám tư vấn từ đầu, thì anh chỉ dám là mình tự hứa với mình thôi, chứ còn anh không dám khuyên em là hãy hứa với xã hội, hai cái nó khác nhau đấy. Cảm ơn em rất nhiều vì đã đến với chương trình, và chúc cho em một cái cuộc sống mới hạnh phúc. Và em cứ tin đi, dù mình ở hoàn cảnh như thế nào đi nữa, cả về tinh thần lẫn về vật chất lẫn về cơ thể,
mình vẫn luôn luôn có những cái tìm được những người thông cảm với mình. Dạ. Đó là cái điều thần diệu của cuộc sống này. Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ.